VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Một là chiến, hai là hòa. Đây chẳng phải phí lời sao? Trẫm cũng biết chỉ có hai con đường này. Trẫm thấy hoàng thượng đừng nôn nóng. Bây giờ ở đây chỉ có ba người quân thần chúng ta. Chúng ta chơi trò giải đố đánh cược đi, thế nào? Giải đố đánh cược, được đấy, ngươi nói thử xem. Mỗi người chúng ta tự viết suy nghĩ của mình lên lòng bàn tay. Đợi chút nữa ngửa ra đối chiếu xem thử. Mặc kệ cấp bậc cao thấp, đều vì thiểu số nghe theo đa số. Chúng ta dựa vào ý trên lòng bàn tay để quyết định đại quân là chiến hay hòa. Thú vị đấy, thử thì thử. Hòa. Hai người lại muốn hòa? Tháp đát dẫm đạp tường thành của đại minh ta đã làm bị thương bao nhiêu bách tính của ta, vừa phóng hỏa vừa là cướp bóc, hai người lại muốn sụt đầu cầu hòa. Dương Lăng, thì ra ngươi vô dụng như vậy, chắc đúng là đã nhìn nhầm ngươi rồi. Hoàng thượng đừng sốt ruột, đại nhân làm như vậy đương nhiên sẽ có suy nghĩ của ngài ấy. Ta mặc kệ ngươi có suy nghĩ gì, ta hỏi ngươi, cứ cho là hai ngươi muốn hòa, nhưng hòa thế nào? Ngươi giơ cờ trắng, dâng nạp một đống ngân lượng đất đai, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời lui binh sao? Ngươi đây là bảo hộ lột da đấy. Hoàng thượng, câu thành ngữ này của người nói càng ngày càng chuẩn. Nhưng hoàng thượng đừng sốt ruột, chữ hòa này của thần chỉ nói một nửa. Đương nhiên, ngân lượng đất đai chắc chắn sẽ không lấp được lòng ham muốn của Thát Đát. Vì vậy muốn hòa, bắt buộc phải đánh trước. Trước tiên làm giảm nhuệ khí của bọn chúng, để bọn chúng nhìn thấy sự oai hùng của đại minh ta. Như vậy mới có hy vọng giảng hòa. Nói tiếp đi, đánh như thế nào? Thát Đát liên quân binh cường ngựa tráng, đi về như gió. Về tốc độ hành quân, chúng ta không đuổi kịp bọn chúng. Đây là nhược điểm của quân ta. Vậy nên chúng ta không thể sử dụng kế sách chia binh tập kích như trước. Lần này phải tập kết chọc binh lại một chỗ, tập hợp binh lực, giết quân địch là chính. Giết càng nhiều thì bọn chúng càng đau. Như vậy sẽ làm lung lay quyết tâm chiến tranh của bọn họ. Từng bước kế hoạch, không được chia binh, giết địch là chính. Được, chậm nhớ rồi. Hai quân giao chiến, binh pháp đương nhiên quan trọng, nhưng 7 vạn đại quân vốn không phải là một con số nhỏ. Nếu muốn cách này có hiệu quả, đánh bại triệt để khí thế của liên quân Mông Cổ không phải là chuyện dễ. Không sai, đây chỉ là một chiêu trong đó. Các bước tiếp theo hết sức quan trọng, cũng là bước mấu chốt nhất. Đó chính là khiến bọn chúng tan đàn xẻ nghé. Liên quân Mông Cổ do 3 thế lực hợp thành: Tháp Đát, Hỏa Sư và Đoá Nhan Tam Vệ. Trong chiến dịch lần trước, Tháp Đát đại bại dưới tay Đại Minh và Bá Nhan bị mất đi ái tử, cho nên trận chiến này chính là trận chiến trả thù. Cộng thêm việc bọn họ là đầu não của liên quân, quả thực không dễ đối phó. Ý của đại nhân là hai quân còn lại có cơ hội chia rẽ. Nội bộ liên quân thực ra không hề chắc chắn. Trên thực tế, nếu Tháp Đát không lấy cái chết của hoàng hậu Mãn Đô Hải làm lý do, thì cũng không kêu gọi được sự tương trợ của các bộ tộc. Hơn nữa, trên thảo nguyên, thế lực của Tháp Đát vẫn luôn lấn áp Hỏa Sư. Hỏa Sư dã tâm hừng hực, tất sẽ không chịu dưới trướng người khác quá lâu. Chỉ cần nội bộ liên quân nổi lên phân tranh, chúng ta liền ngư ông đắc lợi, nhìn bọn họ con què con bị thương. Được. Nhưng nếu bọn họ đoàn kết bất thường, không chịu chó cắn chó thì sao? Vậy chúng ta ném cho chúng một miếng xương, xem bọn họ thế nào. Đây là tin tình báo mới nhất vừa nhận được từ nội sưởng. Ba Đặc Nhĩ không ở trong quân của Tháp Đát. Đây là có ý gì? Một tướng quân Tháp Đát không có ở đó có quan trọng đến vậy sao? Cờ hiệu chiến lần này là Mãn Đô Hải. Ba Đặc Nhĩ là người thân tín nhất của Mãn Đô Hải, lại là một tướng quân kiêu dũng thiện chiến nhất. Chiến dịch quan trọng như vậy mà hắn lại không có ở đó, hai người không thấy kỳ lạ sao? Trừ phi hắn không vốn ở trong quân Tháp Đát. Ý của đại nhân là Ba Đặc Nhĩ đã đi với người nào đó rồi? Không sai. Lúc này người có thể điều động Ba Đặc Nhĩ chỉ có một người, đó chính là hoàng hậu Mãn Đô Hải. Bá Nhan muốn giết người diệt khẩu, nhưng lại không ngờ hoàng hậu Mãn Đô Hải dưới sự bảo vệ của Ba Đặc Nhĩ và các thân tín khác chạy trốn rồi. Chỉ cần chúng ta tìm được hoàng hậu Mãn Đô Hải thì âm mưu của Bá Nhan sẽ bị vạch trần. Với tính cách nóng nảy của Hỏa Sư, liên quân không cần công cũng tự nát. Hãy chữ Dương Lăng ngươi, chỉ một câu mật báo này, người đã nghĩ ra cho chấm một phương pháp hay để giải quyết mối phiền phức lớn. Vậy còn Đoá Nhan Tam Vệ thì sao? Theo nô tỳ được biết, bộ lạc này không có chút sức mạnh gì.
để có thể chống trả Thát Đát. Đoá Nhan Tam Vệ bao nhiêu năm nay chỉ cầu sinh tồn ở giữa Đại Minh, Ngõa Lạp và Thát Đát là một tường rào cỏ không hơn không kém. Hơn nữa trong thời gian này, Thát Đát và Ngõa Lạp cũng thường xuyên cướp bóc họ. Về mặt tình cảm, chưa chắc đã thật lòng quy thuận chúng và đối thủ như vậy. Chúng ta chỉ cần đánh một trận thắng là khiến cho bọn chúng biết được ai mới là lão đại nên quy thuận. Cuối cùng, cộng thêm một chiêu mời chào, Đại Minh chúng ta sẽ có thêm một cánh tay hỗ trợ. Hay, Dương Lăng, trận này nhất định phải chuẩn bị tốt cho trẫm. Đánh thật hay, đánh cho quân Mông Cổ càng thảm càng tốt. Thần tuân chỉ. Nhảy đẹp lắm, lui xuống lĩnh thưởng đi, tạ ơn đại hãn. Khả hãn, khách đến rồi, gọi hắn vào đây. Để khả hãn chờ lâu rồi. Thì ra là một nữ tử xinh đẹp. Cô là lễ vật mà Di Lặc Môn tặng cho bản hãn. Khả hãn yên tâm, cây châm này của ta không nể nang ai đâu. Vẫn mong ngài khách khí một chút. Cô nương các người đừng có không biết điều. Trước giờ luôn tặng lễ vật, các người đều không có quy tắc như vậy. Xem ra thành ý không đủ rồi. Một nữ tử xinh đẹp như vậy mà lại có lòng dạ ác độc, thật là đáng tiếc. Nói đến thành ý, thì ra các người nói giúp ta lấy được đại đồng. Nhưng thần cơ doanh của Dương Lăng vừa đến, khí thế của quân Minh lại tăng vọt. Những ngày này cũng không có tin tức tốt. Lần này ta mang đến cho khả hãn một tin chắc chắn là tốt. Người Hán các người vô cùng gian xảo, sẽ không lại lý luận suông đi chứ? Pháp bảo lần này ta mang đến có thể đủ giúp đại hãn thắng trận. Một tên miệng còn hôi sữa, không phải ngươi đang lừa ta đi chứ? Ngày xưa đại hãn cũng ở Thảo Nguyên hô mưa gọi gió, vô cùng oai phong. Cái dựa vào là thôn thổ mộc, chiến công bắt sống Minh Anh Tông, giang sơn đổi chủ 10 năm. Lẽ nào khả hãn còn không biết sự lợi hại của bảo vật này? Chúng ta cách Đại Minh rất xa. Chẳng lẽ ngươi để bạn khả hãn thống lĩnh đại quân đi quấy nhiễu Tử Cấm Thành? Hoàng đế Đại Minh không ở kinh thành. Lẽ nào bức họa này chính là Hoàng đế Đại Minh? Lùi xuống. Khả
Khả Hãn, Đại Vương sẽ nạp phi, người Đại Đồng có máu mặt đều sẽ đến dự. Dương Lăng là khách, hắn không thể không nể mặt Đại Vương. Hắn chắc chắn sẽ dẫn tiểu hoàng đế cải trang đi dự tiệc. Đến lúc đó, ngài Dương Đông kích Tây, quân báo vừa đến, Dương Lăng sẽ dẫn thần cơ doanh của hắn đi cứu. Lúc này, tiểu hoàng đế bên cạnh không có hộ vệ. Các ngươi nhân cơ hội này đột nhập vào Đại Vương phủ, chém đầu của tiểu hoàng đế. Đúng là kế hay. Hoàng đế vừa chết, trong ngoài Đại Minh sẽ loạn. Đại nghiệp của Khả Hãn sao có thể không thành được? Chỉ cần bản Hãn có được thiên hạ Đại Minh, đến lúc đó, hai phần thiên hạ, ta nói được làm được. Đa tạ Đại Hãn. Tham kiến môn chủ. Đứng lên đi. Việc làm đến đâu rồi? Đã cùng Bá Nhan nhất trí rồi. Vài hôm nữa có thể hành động. Rất tốt. Bây giờ là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không được lơ là. Lệnh của môn chủ ta đều đã làm theo. Là lúc thực hiện lời hứa của người rồi. Muốn bảo ta thả cha ngươi đúng không? Được. Nhưng bây giờ có một chuyện, vẫn phải do ngươi làm. Ngươi thân thủ phi phàm, nhiệm vụ thích khách của Đại Vương phủ vẫn là do ngươi hoàn thành. Tai mắt của Di Lặc Môn nhiều vô kể, nhân tài không thiếu, tại sao môn chủ muốn lật lọng? Ninh Vương khổ tâm gây dựng Di Lặc Môn chính là vì hôm nay thành bại ở nước này. Phi Vũ cô nương, đừng quên tính mạng của cha cô vẫn đang nằm trong tay ta. 48 cực hình của Di Lặc Môn cô không phải không biết, nặng hay nhẹ đều do cô quyết định. Cô hãy tự mình suy nghĩ đi. Tiệc mừng này khi nào mới xong vậy? Chân ta đứng tê hết rồi. Bảo người đừng đến, người lại nhất định muốn theo đến. Thế nào, hối hận rồi à? Người này tốt xấu gì cũng là thúc thúc ruột của trẫm. Về tình về lý, trẫm cũng nên đến xem một chút. Nhưng trẫm cải trang giả dạng cũng khá thành công, thúc thúc ruột cũng không nhận ra. Mọi người ăn uống no say nhá. Cạn một đi. Nào, chúc mừng vương gia. Ăn uống no say đi nhá. Đi. Dương tướng quân. Dương tướng quân. Vương gia. Dương tướng quân không ngại đường xa đến tham dự lễ thành thân của ta, có lòng lắm. Nào, bản vương phải kính riêng ngài một ly. Ta kính ngài. Vương gia, uống nhiều rồi, mau về động phòng đi, đừng lạnh nhạt với tiểu vương phi, có đúng không? Bọn ta còn nhiều thời gian mà, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, phải uống với ta một ly rượu mừng. Được. Ngươi làm đổ rượu của ta, rót lại cho ta đi. Nhanh. Đúng. Người đứng yên. Sao bản vương thấy ngươi quen thế? Ngươi có quen bản vương không? Quen bản vương không? Gì nhỉ? Ta thấy ngươi... Ta... Không sao chứ Dương tướng quân. Không sao. Chỉ là mấy ngày trước hành quân bị cảm lạnh thôi. Nhanh, giúp ta xuất thuốc. Vâng. Nhất định phải chú ý sức khỏe đấy.
Hay là ta rót rượu cho ngài nhé. Được, được, được. Người xem, thế là đúng rồi. Người rót được lắm. Uống, uống nào. Chúc mừng nhé, chúc mừng. Từ từ uống nhé. Từ từ uống, từ từ uống. Chúng ta sang bên này mời rượu. Đại nhân, có cần ta đi tìm hoàng ngài ấy không? Mấy ngày nay, ngài ấy ở trong quân ngũ, gò bó quá lâu rồi. Cứ để một mình ngài ấy đi dạo đi. Đi, bên này. Mấy câu cũng xích mà Dương Lăng nói quả thật không sai. Trời cao, hoàng đế ở xa. Hoa viên này của đại vương thúc đuổi kịp ngự hoa viên của trẫm rồi. Chỉ vì ánh mắt đó, chỉ trong nỗi nhớ đó, dáng vẻ quật cường đó, đợi đến ngày hôm nay. Ngỡ là ảo giác, nhưng người lại ở ngay trước mắt. Nhất tiên, sao ta nhẫn tâm từ chối được? Nhất tiên! Nếu cả đời chỉ như lần đầu gặp gỡ, trong nháy mắt biến thành mãi mãi, năm tháng như sao băng, ta đợi người xuất hiện. Nhất tiên, nếu kiếp này chỉ như lần đầu gặp gỡ, vận mệnh an bài giữa đôi ta. Nhất tiên, người là thiếu niên, ta đợi ngày ấy. Ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Nhất tiên, đừng có nương. Ngươi buông tay ra, đúng là cô rồi. Là ta mà, nàng đừng đi Nhất tiên. Ở đâu ra tên lính quèn vậy? Ngươi kéo thuyền của bản cô nương làm gì? Là ta mà, nàng không nhận ra ta sao? Ta là tiểu hoàng. Buông tay ra. Ta không phải là đường cô nương, mật cô nương hay Nhất tiên gì đâu. Ở đây là vương phủ, ta là tỳ nữ của vương phi đấy. Một tên hiệu úy nhỏ nhoi mà dám bỡn cợt như vậy, đêm hôm lén lút đi khắp vương phủ đã đành, ngươi còn không đoan trang như vậy. Ngươi mau bỏ tay ra. Ngươi không bỏ tay ra là ta hét lên đấy. Nàng hét đi, ta không buông đấy. Ngươi còn thách ta à? Ngươi không biết bơi mà còn làm bệnh. Đường cô nương, ta không biết tại sao nàng lại không nhận ra ta, nhưng ta tuyệt đối không buông tay đâu. Lần trước ta buông tay, ta cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại nàng nữa. Đêm nào trong mơ ta cũng hối hận. Nàng có biết cảm giác đó nó khó chịu thế nào không? Lần này, có chết ta cũng không buông tay đâu. Vận mệnh an bài giữa đôi ta. Người là thiếu niên, ta đợi lúc ấy. Người Tháp Đát tấn công thành rồi, mau báo cho vương tướng quân. Có quân địch. Giết.
Đại nhân, tình thế trước mắt, địch đông ta ít, sợ là quân ta không trụ được bao lâu. Thám mã được phái đến thành Đại Đồng đã đi được bao lâu rồi? Chắc là đến Đại Đồng rồi. Báo! Trấn Khương Quan bị người Thác Đát đột kích, vô cùng cấp bách. Lui xuống. Vâng. Xem ra cơ hội của chúng ta đến rồi. Thác Đát đột kích, chắc chắn vẫn còn chiêu sau. Cô chỉ huy đội binh mã ở lại đây, bảo vệ Hoàng thượng an toàn. Vâng. Người cứ nhìn ta làm gì? Đường cô nương, ta nghĩ bây giờ ta đang mơ. Ta không nỡ chớp mắt. Ta sợ ta mà tỉnh mộng rồi thì sẽ lại không thấy nàng nữa. Cái tên ngốc này. Ta là người Vương Phi nương nương cứu về. Nương nương nói lúc phát hiện ra ta, mặt ta đầy máu nằm ở ven sông. Tỉnh lại đã không nhớ gì nữa. Vương Phi thương ta nên đã thu nhận ta ở lại Vương Phủ, đặt tên cho ta là Lý Phượng Tỷ. Nhưng sao ta nhớ mãi cũng không nhớ ra mình là ai, nhà ở đâu, nhà có cha mẹ hay huynh muội gì không. Vậy nên ngươi thật sự quen ta? Đương nhiên, ta không chỉ quen nàng, ta còn... Thôi bỏ đi, nàng cũng không nhớ ra ta nữa rồi. Ta chỉ nói mồm, nói ra nàng cũng không tin. Nàng không nhớ ra ta, nhưng Dương Lăng chắc nàng nhớ chứ. Hắn vẫn luôn phái người tìm nàng. Dương Lăng, ngươi nói là đề đốc nội sưởng Dương Đại Nhân. Đúng, ta biết ngài ấy. Ngay cả con hát ở Đại Đồng cũng đều hát câu chuyện của ngài ấy. Ta từng nghe kể về ngài ấy. Nhưng tại sao ngài ấy lại tìm ta? Nàng không tin, ta mời hắn đến làm chứng. Ta và ngươi là người thân sao? Không phải. Vậy ta và ngài ấy càng không phải. Nếu đã không thân không thích, hai người tìm ta làm gì? Nữ tử khuê các bình thường, sao có thể quen biết nam tử ngoại tộc như hai người chứ? Có thể thấy người đang nói vớ vẩn. Ta... Nhưng nàng không phải nữ tử bình thường. Chỉ có điều Thanh Lâu vốn là nơi hạ tiện. Nếu như nói thật cho Đường cô nương biết, sợ là cô ấy sẽ hổ thẹn. Ai bảo nàng không có quan hệ gì với chúng ta? Nàng là muội muội của Dương Đại Nhân. Nói vớ nói vẩn. Vừa rồi ngươi luôn miệng gọi ta là Đường cô nương. Dương Lăng, Dương Đại Nhân họ Dương. Rõ ràng ngươi tiện mồm nói bừa. Cái tên lừa đảo háo sắc này. Không, ta không có. Nàng tin. Nếu ngươi còn lừa ta thì đây chính là kết cục. Không, ta không lừa nàng. Dương Đại Nhân, hắn ta là... Là biểu ca của nàng. Hắn là biểu ca của nàng. Vậy nên hai người mới không cùng họ cũng là chuyện bình thường mà. Biểu ca? Người nói thật sao? Hai người đi trước đi. Được. Đứng lại. Đi theo ta. Đừng cô nương, tại sao vừa rồi nàng lại cứu ta? Nàng nhớ ra gì rồi đúng không? Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, tại sao ngươi lại cứu ta? Ngươi không sợ chết sao?
Những người đó đa phần là đến tìm ta. Cho dù ta có liều cả tính mạng cũng quyết không làm liên lụy đến cô nương. Ngươi rốt cuộc là ai? Trước đây chúng ta rất thân sao? Không chỉ là thân, mà trong lòng ta, từng ngày từng đêm, không một khắc nào là ta không nhớ đến nàng. Ta... Đường cô nương, nàng có nhớ ra được gì không? Nhớ ra cái gì? Tên tiểu tử nhà ngươi chỉ biết thừa cơ lợi dụng ta. Ta không có. Đại nhân, bắt sống được một tên. Nói, ai phái ngươi đến? Đại nhân, hắn cắn lưỡi tự tử rồi. Thuộc hạ vô dụng, để nữ tặc chạy mất rồi. Mau mau đi bắt, nhất định phải để lại nhân chứng sống, tra hỏi lai lịch, rõ. Hoàng... Hoàng hiệu úy, chỗ này đã không sao nữa rồi, ra đây đi. Thành đại đáng đầu, may mà cô đến kịp. Vị này là biểu muội thất lạc đã lâu của Dương đại nhân. Đường cô nương, cô nói xem có trùng hợp không? Vậy mà lại tìm thấy ở vương phủ. Là biểu muội à? Bên Dương đại nhân đang thiếu người. Hoàng hiệu úy, mau về cùng ta đi. Nhanh vậy sao? Ta còn chưa nói xong với đường cô nương nữa. Nếu như đường cô nương là biểu muội của Dương đại nhân, chắc đã lâu chưa gặp, vô cùng nhớ nhung. Chỉ bằng đi cùng chúng ta đi. Đúng đúng, cùng đi đi, cùng đi đi. Ai đồng ý cùng đi với ngươi? Đường cô nương, chuyện đến nước này, nàng còn không tin ta. Cho dù ngươi nói là thật, nhưng Vương Phi và Vương Gia có ơn cứu mạng ta. Ta cũng không thể không nói tiếng nào mà cùng với ngươi rời khỏi Vương Phủ được. Đường cô nương nói đúng. Nếu chúng ta nhất định phải đưa đường cô nương đi, thì cũng phải nói trước với Vương Gia một tiếng. Bây giờ ta sẽ đi tìm Vương Gia. Ngươi tìm cái gì? Ngươi đâu phải biểu ca ta đâu. Không được, không được. Ta không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Đại đáng đầu, Dương đại nhân ở đâu? Mau đưa ta đi tìm ngài ấy. Trấn Khương Quan bị người Thát Đát đến xâm phạm. Đại nhân đã dẫn quân đi trước rồi.
Xin Hoàng hiệu úy lấy đại sự làm trọng. Cái gì? Đường cô nương, ta có chuyện gấp, phải đi trước một bước. Nàng đợi ta, ta nhất định sẽ bảo Dương đại nhân nhanh chóng đón nàng về. Người... Đường cô nương, nhất định phải đợi ta. Đúng là một tên ngốc. Vương tướng quân, miễn lễ. Mau nói xem, bây giờ tình hình trận chiến thế nào rồi? Liên quân ba bộ Mông Cổ, địch mạnh, tai yếu. Nếu cứ như vậy, sợ rằng quân ta không kiên trì được bao lâu. Địch mạnh, tai yếu. Không sợ. Chúng ta chính là muốn chính diện nghênh chiến, một phát là chúng. Ý của đại nhân là... Lần này liên quân Mông Cổ ba bộ liên minh, quân đội 7 vạn người xâm phạm đại minh ta, nhìn thì vững chắc, nhưng trên thực tế, Hỏa Sư vẫn luôn dã tâm hừng hực, không cam lòng ở lâu dưới trướng Bá Nhan. Phía đông trấn Khương Quan, địa thế hiểm trở, chỗ này vốn dễ thủ khó công, chúng ta chỉ cần phái quân giữ chân Bá Nhan là được. Còn Hỏa Sư ở phía tây nhất định phải làm chúng thiệt hại nghiêm trọng, khiến chúng không có đường về. Không phải đại nhân, đây là cách đánh gì vậy? Lẽ nào là kế ly gián? Không sai. Hỏa Sư chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng Bá Nhan lại không việc gì. Sau chiến dịch lần này, Hỏa Sư chắc chắn sẽ cân nhắc lại việc liên minh với Bá Nhan. Chỉ sợ lưỡi Bá Nhan giảo hoạt như lưỡi gà, lại lấy danh nghĩa phục thù thuyết phục Hỏa Sư. Vậy cái này phải phiền Vương tướng quân rồi. Được, ta dẫn một đội binh mã thần cơ doanh cầm chân liên quân ở trấn Khương Quan. Còn Vương tướng quân chỉ cần phái một đội binh mã thừa dịp thoát ra ngoài, trực tiếp đi lấy lương thảo của Bá Nhan. Tuyệt diệu. Hỏa Sư thương vong nặng nề, lương thảo bên Bá Nhan lại không cung ứng được, tất sẽ sinh dị tâm. Không sai, tin lương thảo bị đốt một khi truyền vào trong quân, liên quân của bọn chúng tất sẽ đại loạn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thừa dịp xé ba quân bọn chúng là được. Ta sẽ truyền lệnh xuống. Người đâu? Có. Bẩm Khả Hãn, chủ lực quân Minh đột nhiên tấn công cánh bên liên quân, Hỏa Sư tổn thất nghiêm trọng, phải chi viện ngay. Khả Hãn, ngài xem hỏa pháo đó có chút không đúng, bắn. Quân Minh chuyên đánh hai quân Hỏa Sư Đoá Nhan, đây là kế ly gián với chúng ta đấy, Khả Hãn. Bẩm Khả Hãn, sau lưng quân ta bị quân Minh tập kích, không ít lương thực bị hủy trong hỏa pháo của quân Minh. Quân Minh quả nhiên giảo hoạt. Khả Hãn, ở đây chúng ta không thể tiếp tục đánh nữa. Quân Minh nhân lúc hậu phương chúng ta trống rỗng, đốt lương thảo của chúng ta. Nếu chúng ta không mau chóng quay về, sợ là được rồi. Đúng là đáng ghét. Truyền lệnh xuống. Thu binh. Tuân lệnh. Liên quân Mông Cổ bị bao vây tứ phía, lại bị chúng ta đốt lương thảo chặn đường phía sau. Bá Nhan đã dẫn binh tháo lui về phía tây bắc. Kết quả trận chiến thế nào? Bẩm Dương đại nhân, sau khi kiểm tra qua, đếm được 567 tên. Vũ khí đao thương hơn ngàn chiếc, mà quân ta chỉ thương vong mười mấy người. Tính như vậy, đây là một trận đại thắng chưa từng có trong lịch sử. Gia đình của những chiến sĩ thương vong nhất định phải chăm sóc cho tốt. Nếu như là con một hy sinh, bù đắp gấp đôi. Vâng. Vậy đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không thể để bọn chúng chạy như vậy được. Đương nhiên không phải.
Đuổi theo cũng phải đuổi cho hay. Hai quân Thát Đát và Hỏa Sư chạy trốn theo hướng Tây Bắc. Vùng đất bên này là xào huyệt của bọn chúng ở Thảo Nguyên. Vương tướng quân, ta cần ngài và phó tướng của ngài chia binh thành hai đường đuổi theo bọn chúng. Đối với Hỏa Sư phải đuổi mau giết tận, càng đánh nhanh càng tốt. Còn đối với Thát Đát không cần đuổi mau giết tận, đuổi đi xa một chút là được. Vâng. Nhưng đại nhân, tại sao lại làm vậy? Mặc dù Thát Đát đại bại, nhưng căn cứ vẫn còn. Muốn đuổi cùng giết tận là không thể nào. Rắn chết vẫn còn nọc. Muốn để liên quân Mông Cổ tan rã triệt để, trước tiên phải cho bọn chúng nội đấu trước. Đúng vậy. Nếu như vương tướng quân Nhất Bên Trọng, Nhất Bên Khinh truy đuổi đánh mạnh quân Hỏa Sư, vậy nhất định sẽ khiến Thát Đát nghi ngờ. Ngô Hán Siêu, Tiểu Ái, Đoá Nhan Tam Vệ chạy trốn về hướng Đông Bắc, hai người dẫn binh đuổi theo, nhất định không để bọn chúng tụ hội với liên quân Mông Cổ. Vâng. Ngũ huynh đệ, ta có một chuyện muốn nhờ đệ. Đại nhân cứ nói. Bá Nhan khả hãn, ông vẫn dám đến à? Đây chính là diệu kế của Di Lặc Môn các ông đấy à? Để cho liên minh Mông Cổ chúng ta tập kích Trấn Khương Quan, trong ứng ngoài lộ tiêu diệt quân Minh. Nhưng kết quả thì sao? Chủ lực quân Minh đến ứng viện, trong ứng ngoài hợp, chúng ta tổn thất nặng nề. Khả hãn nguôi giận, tên Dương Lăng đó quả thực quá giảo hoạt rồi. Chúng ta cũng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể tập hợp nhiều binh lính mạnh mẽ như thế đến để kháng cự. Không ngờ. Khả hãn, ông ta lại không ngờ đến tiền phương chúng ta thương vong nhiều tướng sĩ như vậy. Lương thảo ở hậu phương cũng bị thiêu hủy rồi. Tên vương thủ nhân đó ở phía sau chúng ta đuổi theo không ngừng, làm cho liên quân tam bộ chúng ta bị đánh cho tan rã. Khả hãn, lần này chúng ta tổn thất nghiêm trọng như vậy, nhưng bọn họ thì sao? Cái gọi là kế hoạch hành thích chính đức hoàng đế của các người có thuận lợi không? Không ngờ Dương Lăng đã sắp xếp cao thủ trước đó bảo vệ chính đức. Phen này không thuận lợi được. Phen này không thuận lợi. Bọn ta thương vong nhiều dũng sĩ Mông Cổ như vậy, sau này ông còn có cơ hội sao? Di Lặc Môn các người đúng là một lũ vô dụng. Bây giờ thảo luận vấn đề này có tác dụng gì chứ? Chỉ bằng chúng ta cùng lập kế hoạch những ngày sau đi. Sau này sắp xếp như thế nào? Lương thảo của đại quân chúng ta đã bị quân Minh thiêu cháy rồi. Quân đội dũng mãnh mà không có lương thảo thì cũng chỉ phí công thôi. Di Lặc Môn các ông muốn hợp tác với liên quân Mông Cổ chúng ta, ta nhất định phải thấy được thành ý của các ông. Đây, trận Trấn Khương Quan vừa mới kết thúc, quân Minh tuần tra chắc chắn sẽ vô cùng khắt khe. Nếu bây giờ dùng cách cũ để trộm lương thảo, nhất định sẽ gây nên sự hoài nghi của Dương Lăng. Đây không phải lấy lửa thiêu mình sao? Lý Môn Chủ là người thông minh, kế hoạch của ông sao có thể dễ dàng bị phát hiện chứ? Lẽ nào Ninh Vương của các ông định qua cầu rút ván sao? Nói như vậy thì thành ý của các ông ở đâu? Khả hãn nặng lời rồi. Thành ý hợp tác của Chúa Thượng và Khả hãn, trời đất có thể chứng giám. Ông thôi đi. Khả hãn, ông ta rõ ràng là muốn tiếp tục chơi đuổi chúng ta. Khả hãn, bây giờ tranh luận những vấn đề này không có ý nghĩa gì. Chuyện trước mắt cần giải quyết là vấn đề lương thảo. Xin hẹn ngày khác. Nếu như ta không thể giải quyết vấn đề lương thảo, vậy ta lấy đầu ta để đảm bảo. Được. Ta sẽ tin ông thêm lần nữa. Thần hộ giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Người đương nhiên đến muộn rồi. Tối qua đánh một trận thắng lớn như vậy mà lại không dẫn chậm theo. Còn nói cái gì mà tán thành chậm ngựa giá thân chinh nữa. Đều là lừa ta. Cảm giác vui sướng khi cưỡi trên lưng ngựa, chậm một chút cũng không được trải nghiệm qua. Hoàng thượng, người hiểu nhầm rồi. Vua có chức trách của vua, thần có chức trách của thần, binh có chức trách của binh. Tất cả các trận chiến, hoàng thượng, thần lần này cũng chẳng qua chỉ là trong doanh trại bày mưu nghĩ kế mà thôi. Cảm giác vui sướng trên chiến trường giết địch, thần cũng không được trải nghiệm qua. Như vậy đi, nếu lần sau còn có cơ hội, tuyệt đối sẽ không cản người, được không? Như vậy cũng được. Đúng rồi, Dương Lăng, chậm muốn nhờ ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải giúp chậm làm cho tốt. Hoàng thượng có gì căn dặn? Chậm muốn ngươi đến vương phủ đưa một người đi. Ai? Biểu muội của ngươi, Đường Nhất Tiên.
流年，我等你出现，我此生只如。